Công đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với sự tham gia của hơn 300 thầy cô, cán bộ, nhân viên hưu. Tại buổi lễ, nhà giáo nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng nhà trường đại diện cho các thầy và tập thể nhà trường gửi lời chúc mừng đến các nữ cán bộ tại hưu. Mong rằng là những nụ cười này sẽ giữ mãi trên gương mặt thật là đẹp của các cô trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện nữ cán bộ hưu chia sẻ. Các chị em trong trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng gửi lời chân thành cảm ơn đến công đoàn nhà trường, đến cảm ơn các anh trong nhà trường đã quan tâm tổ chức một cái buổi lễ rất là ấm cúng, giản dị để cho tôn vinh các tinh thần cống hiến phấn đấu của chị em trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự nghiệp hoạt động giáo dục phát triển của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp của lực lượng cán bộ nữ trong cộng đồng hưu nói riêng và cho xã hội nói chung. Vào ngày 26 tháng 10, tại tòa nhà con tàu tri thức hưu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong. Tham dự lễ công bố có các đại diện là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các trường trong cùng hệ thống, ban giám hiệu và ban giám đốc các trường liên kết, các đơn vị đối tác cùng đại diện trưởng các viện, khoa, phòng ban hưu. Chia sẻ những dự định kế hoạch trong năm đầu tiên nhậm chức tại hưu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong khẳng định: nhà trường sẽ xây dựng các chương trình liên kết đào tạo dạng 2+2, 3+1, v.v. với các đại học có thứ hạng cao nói trên, vừa tạo điều kiện hội nhập quốc tế, du học cho sinh viên, vừa cải thiện nội dung đào tạo của nhà trường. Trong thời gian tới, nhà giáo nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong sẽ cùng với đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường nỗ lực hơn nữa để đưa Đại học Quốc tế Hồng Bàng trở thành một trung tâm đào tạo khoa học hàng đầu, là nơi hội tụ của tri thức, khoa học công nghệ và văn hóa. Vượt qua 18 thí sinh ở vòng bán kết, tối ngày 29 tháng 10, 9 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu chung kết Hill Scott Highland mùa 2. Với 9 tiết mục mang đến 9 màu sắc khác nhau, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với các tiết mục như nhảy, hài kịch, hát đều rất sôi động, được lồng ghép khéo léo vào đó là những câu chuyện mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Xin được chúc mừng Quỳnh An Hoàng Lộc. Vậy là đêm chung kết Hill Scott Highland mùa 2 đã khép lại, có niềm vui của người chiến thắng, có cả giọt nước mắt của hạnh phúc và tiếc nuối. Nhưng tất cả đều hạnh phúc vì được cùng nhau trải qua những ngày tập luyện, cùng giúp đỡ nhau để cùng cống hiến cho khán giả những tiết mục hay và ý nghĩa nhất.